Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Tày là một cộng đồng thuộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái, có số dân đông nhất trong các dân tộc thiểu số ở nước ta. Phần đông người Tày cư trú ven các thung lũng, triền núi thấp ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Người Tày có một kho tàng văn nghệ cổ truyền phong phú, đủ thể loại như thơ, ca, múa, nhạc. Các điệu dân ca phổ biến nhất là hát then, hát lượn, hát cõi và hát du con. Thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã có những việc làm thiết thực nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, tránh nguy cơ mai một. Mỗi vầng thêm đổi mới á ơi. Thượng Mỹ là thôn nằm ở phía bắc của xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Nơi đây có 5 dân tộc sinh sống, bao gồm Kinh, Giao, Nùng, Thái và Tày. Trong đó dân tộc Tày chiếm đa số. Chính vì vậy, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc đã và đang được cấp ủy chính quyền xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang quan tâm. Theo đó, mỗi năm xã đã có chủ trương xã hội hóa, thành lập các đội văn nghệ dân gian kết hợp với hội người cao tuổi, hội phụ nữ, đoàn thanh niên trong thôn xã để duy trì và luyện tập các điệu múa, điệu hát dân ca của các dân tộc. Đặc biệt là đội văn nghệ dân gian của thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, nhiều năm qua được biết đến với những làn điệu hát then, hát cọi và những điệu múa của dân tộc Tày. Hầu hết các thành viên trong đội đều là những người lớn tuổi, họ tham gia với mong muốn gìn giữ và lưu truyền lại cho con cháu để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Tày không bị mai một. Tất cả mọi người tham gia đều với ý thức tự nguyện, tự giác. Tôi khi tham gia vào cái đội văn nghệ dân gian của thôn được thôn tổ chức thì tôi cảm thấy phấn khởi, vui mừng và phấn khởi. Tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn và vui khỏe hơn trước cái lúc tuổi già này. Tôi mong muốn để lưu truyền cho các cháu hết đời nọ đời kia để lưu truyền cho bản sắc dân tộc của mình. Tôi rất phấn khởi. Ngày mới thành lập, đội chỉ có 4 đến 5 thành viên tham gia, nhưng hiện nay đã lên đến hơn 20 người. Điều đó cũng phần nào thể hiện sức hút của hoạt động sinh hoạt văn nghệ đối với người dân địa phương. Không chỉ với những người lớn tuổi, lớp trẻ trong thôn cũng rất háo hức và nhiệt tình tham gia các buổi tập nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Tày nơi đây. Các cháu nhỏ đến tham gia tập luyện được những người có kinh nghiệm chỉ bảo hướng dẫn về cách hát, cách thể hiện các làn điệu dân ca sao cho nhịp nhàng uyển chuyển. Vì thế cháu nào cũng hào hứng thể hiện theo và tham gia luyện tập. Thường mi non mi tha mình rõ chữ nhá, không phải là cái câu như hiệp hát là cái gì khó thúc cái gì là không được nhá. Thường mi ba ti đấy, xong rồi nghỉ lấy hơi nhá. Môi ba ơi vằn nòng óc tung là chỉ lung đấy chưa. Liên tông liên chùa căn thần kinh, chùa căn chăm lo khâu kheo khâu tốt thân mùa tan là. Cháu rất thích hát dân ca dân tộc Tày ở nhà bà thường dạy cho cháu. Cháu học nhiều bài hát hơn nữa để học cùng các bạn và giữ gìn bản sắc dân tộc. Đội văn nghệ dân gian của thôn được thành lập và duy trì không những đã mang lại một diện mạo mới cho hoạt động văn hóa văn nghệ của thôn Thượng Mỹ nói riêng và xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang nói chung, mà nó còn góp phần vào hoạt động chính trị của địa phương.
Những ngày lễ, ngày Tết, đại hội chi bộ của thôn, các nghệ nhân dân gian luôn có mặt để mang lời ca, tiếng hát, những điệu múa của dân tộc mình, góp phần làm cho không khí của ngày hội thêm sôi nổi. Qua những hoạt động của đội văn nghệ dân gian thôn đã được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Đến các tổ chức của các cụ và những người các cháu còn nhỏ mà luôn luôn phải là tìm hiểu về cái phong tục tập quán của cái thôn bản, là các đoàn thể cũng hướng dẫn và cũng luôn được hỗ trợ cái khả năng tiếp thu về cái bản sắc của các cụ để đưa cho con cháu nắm lại được những cái tinh thần về cái bản sắc của thôn bản, là để tránh những cái mai một sau này, là cái hiện tượng có thể là trong các cháu hiện nay cũng nhiều lúc là mai một, nên hiện nay chúng tôi đang cố gắng phấn đấu để khôi phục lại cái chương trình văn hóa văn nghệ mà đặc sắc của cái mang cái tính dân tộc về cái yếu cọi và then, đấy là những cái biện pháp chúng tôi hiện nay đang thực hiện theo cái các cái nhiệm kỳ của các chi bộ. Bản sắc văn hóa là thiêng liêng quý giá, nó tạo nên cái đặc thù của một dân tộc, nó được hình thành trong lịch sử lâu dài của một dân tộc, được đúc kết từ kinh nghiệm sống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn bó máu thịt với con người. Nó tồn tại tự nhiên, không thể ép buộc, nhưng đòi hỏi phải biết gìn giữ, bảo lưu. Nó có thể được biểu hiện ra bề ngoài, nhưng cũng có thể ẩn sâu trong tâm hồn con người. Có thể nói, với ý thức bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc của bà con nhân dân thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh đã thường xuyên ra sức luyện tập để ngày càng nhuần nhuyễn, điêu luyện hơn trong từng bài hát điệu múa, để những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người Tây không bị mai một theo thời gian. Đảng bộ chính quyền thôn Thượng Mỹ xã Việt Vinh đã chú trọng tới công tác tuyên truyền giáo dục nhằm giúp đồng bào dân tộc Tây nói riêng và đồng bào thiểu số khác nói chung hiểu về gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời gắn kết việc bảo tồn văn hóa dân tộc với các phong trào thi đua, phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc đã thực sự lan tỏa rộng khắp ở các khu dân cư và đạt được hiệu quả thiết thực. Từ đó đã giúp cho thế hệ trẻ hôm nay thêm lòng tự hào của dân tộc trước những tinh hoa văn hóa của nhân loại sẽ được gìn giữ và lưu truyền sống mãi với thời gian. Kính thưa quý vị và các bạn, phần còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số bài hát điệu múa dân tộc Tày do đội văn nghệ dân gian thôn Thượng Mỹ biểu diễn. Đông quá xuân mà, xuân mà, béo không nhọt phù kè phù phi, đông chúa căn lấp lý đuổi xuân nóng ơi mà giàu khá. Nhiều đã bay chùm khắp nay đón bay chùm lúng qua lùng hai ô bắc thu tình xuân bông cú mèng mùa xuân lầm cụ tư chưa thôn hì áp thế cụ tư chỉ mưa lắng âu hòa bình văn xuân béo khô đông quá xuân mà, xuân mà, béo phong nhọt phù phè phù phi, đồng chúa căn lắm lý đuổi xuân nóng ơi, mà giàu khá chiều đã bay chùm. Khắp này non phải chùm lúng qua, lúng ai o bắc tu tình xuân, bông cú mèng mùa xuân. Lập mù tư chưa khôn thì hát thế cụ tư chỉ mưa lắng âu hòa bình văn xuân béo khô đông quá xuân mà béo phong.
phong nhọt phù phà phù phi nồng chúa căn lắm lý đuổi xuân nóng ơi mà giàu khá chịu đã bay chùm cầm này non và chùm lũng qua lũng hai ông phát tu tình xuân bông cú mèng mùa xuân lâm cụ tư chưa khôn thì hát thế cụ tư chỉ mưa lắng âu hòa bình văn xuân béo phong đông qua xuân mà béo phong nhọt phù phà phù phi nông chúa căn lắm lý đuổi xuân nóng ơi mà giàu kha chiều đã bay chùm cầm này nông phải chùm lũng qua lũng hai ông phát tu thịnh xuân bông phú mèng mùa xuân lâm phù tư chưa khôn thì hát thế phù tư chỉ mưa lắng âu hòa bình văn xuân béo phong. Béo cút phong thong chủ lìa căn vằn đại nghìn thiêng cây khăn xua tan xua mưa mèng đại ngàn mùa va én nhạn xua quay lì mưa nam bắc ơi bẻ tốc năm long lừa cằn đầy bẻ cằn bay thân này là thôi thân nó nhăn thíp thòng bươn chưa mỏi bi thíp thong bươn là lèo ít lạp qua chiêng tèo mà thân mà lô nong chúa căn mưa lô mưa chúc bạc hồ kê xiên pì lô nơ mỏi pì thịp thong bươn là lèo ít lạp qua chiêng tèo ma thân mưa lô nong chúa căn mưa lô mưa chúc bạc hồ kê xiên pì lô nơ mỏi pì thịt thong bươn là lèo ít lạp qua chiêng tèo ma thân mưa lô nong chúa căn ma lô mưa chúc bạc hồ kê xiên pì lô nơ mỏi pì thịt thong bươn là lèo ít lạp qua chiêng tèo ma thân mưa lô nong chúa căn mưa lô mưa chúc bạc hồ kê xiên pì lô nơ mỏi pì thịt thong bươn là lèo
ít là qua chiêng tiều ma thần mưa lô nong chúa căn mưa lô mưa chúc ba khổ kế xiên pi lô nơ mỏi pi thịt thong bươn là lèo ít là qua chiêng tèo ma thần mưa lô nong chúa căn mưa lô mưa chúc ba khổ kế xiên pi lô nơ mỏi pi thịt thong bươn là lèo ít là qua chiêng tèo ma thần mưa lô nong chúa căn mưa lô mưa chúc ba khổ kế xiên pi lô nơ tông lườn chùa căn hết kinh chùa căn lầu xá đắng khó má ơi chăm lo khâu kheo khâu tốt thân mùa tan là khâu thúc tên mở đông thường mi nòng mi thám tha cuối tháp căn tàng bê tông lối liền thong xóm chủ chờ thôn lòng trang ban trang ở tông quê hương em thường mi Việt Minh quê con núi rừng hùng vĩ á ơi lắm tài nguyên phong phú đẹp giàu ai đến thăm thường mi quê em có dòng suối luồng nước trong nước mát chảy giữa bàn làng tươi mát quanh ở năm bản làng em thương người mến khách dân cao cổng làng đón khách bốn phương nông dân nết nà lay nà lay cố bay bắp khâu lầu mì lai bấu lo giác kín nông dân là quyết tâm bọn là nghe lời đảng nông dân nết nà lay cố bay bắp khâu lầu mì lai bấu lo giác kín nông dân là quyết tâm bọn là nghe lời đảng nông dân nết nà lay cố bay bắp khâu lầu mì lai bấu lo giác kín nông dân là quyết tâm bọn là nghe lời đảng nông dân ít nà lay cố bay bắp khâu lầu mì lai bấu lo giác kín nông dân là quyết tâm bọn là nghe lời đảng nông dân ít nà lay cố bay bắp khâu lầu mì lai bấu lo giác kín nông dân là quyết tâm bỏ
nghe lời đàn. Khuyên quê nốc khám khắc lo hòn mà lòi lòi lòng tiếng na tiếng nắc. Khuyên quê nốc khám khắc nắc na. Quá tới bản đông phá mây cài ơi. Pi pi nốc mà nay hết lặng. Pi này mà bầu hắn lặng câu. Khám khắc xa tàng mơ tì đai. Tiếng đôi chim khám khắc vọng về. Giạt dịu trong đêm khuya vời vợi. Tình nghĩa sâu nặng với rừng xanh. Khắp đời bạn cùng rừng cùng núi ơi, ơi. Mùa mùa chim về với rừng này. Năm nay chim lại về chôn cũ ơi, á ơi. Không còn cây làm tổ nữa ở đâu. Rừng thì toàn cỏ lau nương ót. Tiếng chim kêu khắc khoái buồn thương. Em ơi, ơi, anh nghĩ anh buồn thương em lắm á ơi, mình mang nặng bao trứng trong lòng, bay mỏi cánh khắp đồi khe suối, từ mờ sương chiều tối lại về. Chưa tìm được cây nào làm tổ, vợ chồng chim than thở với nhau. Người ơi, ơi, nếu lòng người còn thương, còn nhớ ai ơi, á ơi. Chớ phát nương chặt gỗ phá rừng. Để chim rừng làm tổ kết hờ duyên. Chim sẽ hót lừng vang trả nghĩa. Trả ơn người trồng gỗ nuôi rừng. Cho bạn làng thanh bình hạnh phúc ơi, ơi. Là cần ai thì đua quyết tâm hết khẩu chém trong giác và năm linh hai ba hết lòng lử đò kín cắm đò nung máu chắc xác tàng lắng mỗi cần qua phăng hòa bình mà đời tới tới bay lăng. Là cần ai thì đua quyết tâm hết khẩu chém trong giác và năm linh hai ba hết lòng lử đò kín cắm đò nung máu trắng xác tàng lắng mỗi cần qua phăng hòa bình mà đời tới tới bay lăng. Là cần ai thì đua quyết tâm hết khẩu chém trong giác và năm linh hai ba hết lòng lử đò kín cắm đò nung máu trắng xác tàng lắng mỗi cần qua phăng hòa bình mà đời tới tới bay lăng. Là cần ai thì đua quyết tâm hết khẩu chiêm trong giác và năm linh hai ba hết lòng lử đò kín cắm đò nung máu trắng xác tàng lắng mỗi cần qua phăng hòa bình mà đời tới tới bay lăng.